đất rộng trời cao. Sánh làm sao được công lao mẹ hiền. Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con ấy. Mẹ mới có thai, âm dương là âm dương nhị khí ơi, nào ai biết gì ở trong lòng luôn những sầu bi. Mà con ơi luôn những sầu bi ơi, ruột gan mà chua xót mỗi khi vơi đầy sang đến hai ân con ơi, mẹ chịu biết bao tày. Con ơi mẹ chịu biết bao tày, cứu mang là cứu mang 9 tháng ơi, 10 ngày thai sinh nay mà kể từ vách như đất lều tranh ơi, nắng y mưa đùm bọc rách lành mẹ luôn những chở che. Lúc mà ra đời con ơi cất nở tiếng khóc oe oe. Mà chốc lòng mà chừng đây mẹ những vỗ về nâng niu, sang đến ba ân con ấy ngọn gió mà hắt hiu, thân đi gầy mà sữa cạn mẹ chặt chiều mỏi mòn ấy, tao tần bú mớm nuôi con. Xong mà 4 ân chừng đây mẹ kể, chợ thôn đi về này kể từ hạt gạo đồng quê, tao tần khi khuya sớm mẹ lo bề rau cháo con ăn, sang đến 5 ân con ấy đầm ấm mà chiêu chắn. Con ơi đầm mì ấm mà chiếu chăn, chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo nay mẹ nhường con, mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn ơi, âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai. Mà 6 ân chung đây mẹ thức kẻ canh dài. Chừng đây mẹ thức kẻ canh dài, thuốc thang thời mà bú mớm ơi, bộn bè âu lo. Bấy ân chừng đây con tập lấy tập bò, đầu răng cuối dây ơi, khúc quyêu sông hồ, da heo khôn khuây.
chăm chút không rời nhà tám mi ân chừng đấy mẹ à chăm chút không rời lửa tình tình mà theo tính dậy nên người đoan trang chín ân con tách ổ ra ràng học ăn chừng mà học lễ chiếm bảng vàng bằng son mẹ lo bề gia thất cho con nên chồng sống nên vợ vẹn toàn lứa đôi mười ân sống đã kể rạch rồi không cha nghĩa mẹ con thời có hay cánh dài gang tức dạng khốn khuấy